Xin cảm ơn quý khán giả đã trở lại với kênh YouTube TD Broadcasting với Tyler Diệp. Thưa quý vị, hiện tại là khoảng 5 giờ rưỡi chiều ngày thứ ba trong tuần, ngày 22 Tây tháng 6 năm 2021. Trước khi bước vào chương trình thì Tyler cũng có một lời cảm ơn đến chị Kelly Nguyễn hay là Kelly Nguyên đã ủng hộ cho kênh YouTube TD Broadcasting qua hệ thống Venmo. Xin cảm ơn chị rất nhiều đã ủng hộ cho chương trình này vào ngày 17 Tây tháng 6 vừa qua. Và thưa quý vị, hai bản tin mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị trong ngày hôm nay, trước hết liên quan đến việc là đối với những quý vị nào mà trong tình trạng là mình là người đi thuê nhà, mình là người đi share phòng, trong trường hợp nào đi nữa đó, thì nếu mà quý vị có lỡ thiếu từ 1 cho tới 3 tháng tiền nhà thì xin quý vị cũng không có nên lo lắng quá. Mặc dù rằng là cái việc gọi là eviction moratorium nó sắp sửa sẽ hết hạn vào cuối tháng này, nhưng có thể là thống đốc Gavin Newsom của tiểu bang California sẽ gia hạn cái lệnh mà bảo vệ đó để cho chúng ta không nhất thiết là phải bị đuổi ra khỏi nơi mà mình đang cư ngụ, dù rằng là mình đang trễ từ 1 cho đến 2 hay là 3 tháng tiền nhà. Và thưa quý vị, cũng theo các hãng thông tấn AP cho biết là chỉ tại tiểu bang California mà thôi thì hiện nay tiểu bang này đang có một ngân khoản hơn 5 tỷ Mỹ Kim nhận được từ chính phủ liên bang và cũng như là một số các chương trình trợ cấp khác của liên bang để giúp cho người ta trả nợ những cái khoản tiền nhà mà quý vị có thể là thiếu. Cái vấn đề này nó không phải là vấn đề mới mẻ gì cả. Có một số người trong 3-4 tháng vừa qua, trong năm ngoái, cũng đã nhận được tiền từ cái quận hạt mình cư ngụ, tùy theo cái quận hạt mà quý vị cư ngụ, tiền từ thành phố mình cư ngụ, trong vấn đề thiếu thốn tiền nhà, và sau đó chính phủ giúp cho chúng ta, phụ cho chúng ta được 1-2 tháng. Những chương trình đó có giới hạn, hạn hẹp, và nó cũng không có đi đủ xa, đủ rộng để cho nhiều người biết đến. Cho nên rằng là quý vị thấy sau nhiều cái chương trình mà gọi là CARES Act rồi Stimulus Package mà tiểu bang California hiện nay vẫn còn đang có một ngân sách là 5 tỷ Mỹ Kim, hơn 5 tỷ Mỹ Kim, chỉ để dùng trong cái việc là giúp cho người ta trả tiền nhà nếu mà mình đã thiếu người chủ đất hay chủ nhà của mình vài tháng tiền. Cho nên nếu quý vị kiên nhẫn, hay là nếu quý vị có nói chuyện với là cái người landlord của mình đó, thì nói hay là nhờ họ tiếp tục kiên nhẫn. Có thể rằng là trong 2-3 tháng tới đây, California sẽ chính thức tái khởi động một chương trình giúp cho người ta bồi hoàn lại cái tiền nhà mà quý vị đang thiếu với người chủ nhà. Thì theo mà những gì mà tôi biết được đó, thông thường nếu mà quý vị điền một cái đơn chứng minh hay là testify là mình là người đang thiếu từ 1 tới 3 tháng tiền nhà, thì sau đó khi mà cơ quan chính phủ kiểm tra với người chủ đất đó, mà kiểm tra xong giấy tờ đàng hoàng, thì họ sẽ trả lại cái tiền đó trực tiếp cho người chủ nhà của quý vị, chứ không phải là quý vị nhận cái tiền đó trực tiếp rồi xong chúng ta trả cho chủ đất, mà chính phủ hay là cái cơ quan chính phủ sẽ trả cho cái người chủ đất, và sau đó là coi như là cái nợ mà quý vị đang thiếu người chủ đất là xóa. Đó là bản tin đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Bản tin thứ hai, thưa quý vị, liên quan đến tỷ lệ hữu hiệu của vaccine do Trung Quốc chế biến và cũng như là sản xuất. Quý vị còn nhớ rằng là trong cái mùa đại dịch của năm ngoái đó, thì Trung Quốc cũng không có muốn gọi là không có muốn thua kém gì các cường quốc ở phương Tây, bằng cách rằng là họ cũng tự đi chế biến ra những loại vaccine riêng của họ có tên là Sinopharm hay là Sinovac và BioNTech. Thì sau đó họ đã dùng những cái loại vaccine này để mà tiêm chủng cho dân chúng của họ, và họ cũng bắt đầu đi mà gọi là đánh trống thổi kèn để phổ biến cái sự gọi là rộng lượng của Trung Hoa lục địa, bằng cách rằng là họ quyên tặng những cái loại vaccine này do đất nước của họ sản xuất ra cho những nước nào mà đang thiếu thốn về vấn đề vaccine. Tại vì
Mỹ và Liên Âu không có giải trình được những cái loại vaccine đầy đủ cho thế giới. Thì thưa quý vị, trong ngày hôm nay, một bài báo do tờ New York Times đưa tin và cơ quan truyền thông Axios tường thuật lại đúc kết bốn quốc gia sau đây: Mongolia, Bahrain, Chile và một đảo quốc rất là nhỏ có tên là Seychelles. Bốn quốc gia này đã tương đối thành công tiêm chủng một số lượng lớn người dân của họ trong nước. Dựa theo thống kê của họ đưa ra cho các tổ chức y tế thế giới đó, thì dân số tại bốn quốc gia mà chúng tôi vừa nêu, họ đã tiêm chủng được cho ít nhất là từ 50 đến 68% dân số của họ bằng những loại vaccine do Trung Quốc chế biến và cung cấp cho các quốc gia này. Thì nếu mà một đất nước mà có một số lượng người dân của họ mà được tiêm chủng nhiều đến như vậy, đó nhất là phần nửa dân số được tiêm chủng như vậy, thì đáng lý ra là cái mức mà gọi là nhiễm bệnh nó phải rất là thấp. Nhưng nếu mà nhìn theo những con số hiện nay và lấy ra 10 quốc gia mà có số nhiễm bệnh COVID-19 cao nhất ở thế giới hiện tại đó, thì trong 10 quốc gia này, bốn quốc gia mà tôi vừa mới nêu mà đã sử dụng thuốc vaccine của Trung Quốc sản xuất nằm trong danh sách 10 quốc gia có cái ca lây nhiễm hay là tỷ lệ lây nhiễm nhiều nhất trên thế giới. Thì nó nói cho chúng ta thấy những gì thưa quý vị? Nhận thuốc vaccine từ Trung Quốc, made in China, mà tiêm chủng cho hơn phân nửa dân số của mình rồi, nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn nằm trong danh sách 10 quốc gia có những cái mầm mống đại dịch hay là có những cái tỷ lệ nhiễm bệnh COVID-19 cao nhất trên thế giới, để cho quý vị thấy được là cái sự gọi là hữu hiệu hay là cái hiệu quả của những loại vaccine này nó như thế nào. Và người ta cho rằng là cái loại vaccine của Trung Quốc sản xuất Sinopharm và Sinovac đó, nó không có đủ cái tỷ lệ hay là cái sức đề kháng hữu hiệu với những loại virus COVID biến thể, ví dụ như là biến thể Delta. Đây là bản tin thứ hai mà chúng tôi muốn chia sẻ đến cho quý khán thính giả, để cho quý vị thấy được rằng là hàng hóa và bây giờ luôn kể cả các vấn đề vaccine, thuốc chích ngừa mà hãy làm ở tại China, thì cái phẩm chất của nó nhiều khi cũng không có được tin tưởng cho lắm, thưa quý vị. Và bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay phải nói đến cái sự mà gọi là bế tắc ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Bế tắc tại thủ đô Hoa Thành Đốn là quý vị thấy rằng là sau khi mà Tổng thống Biden dùng nội quy reconciliation để mà thông qua cái ngân sách cứu nguy kinh tế đầu tiên của ông đó, thì từ tháng 2, tháng 3 cho đến bây giờ là sắp cuối tháng 6 rồi, không có những cái nỗ lực mới nào mà được thông qua một cách trọn vẹn cả. Và vì vậy cho nên rằng là chúng ta thường xuyên nghe và đọc được những bản tin về việc mà gọi là Tổng thống Biden muốn chi khoản tiền này, chi khoản tiền kia để mà nâng cấp hạ tầng cơ sở của đất nước, đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu, ham nóng toàn cầu, vân vân. Nhưng mà những cái ưu tiên đó không đi tới đâu cả, bao gồm luôn những cái việc phụ khác như là kiểm soát súng ống, cải tổ lại nền cảnh sát của đất nước, các cách mà gọi là các nhân viên công lực đối xử với người dân như thế nào khi mà họ tiếp xúc với lại dân chúng ở ngoài đời hay là ngoài đường, và cũng như là vấn đề bầu cử, cải tổ lại hệ thống bầu cử của đất nước. Những cái vấn đề đó là chính quyền của Tổng thống Biden đã nói rất nhiều, nhưng trong 3 tháng vừa qua không có những tiến triển gì cả. Và trong ngày hôm nay thì đảng Dân Chủ ở tại Thượng viện cũng đã đưa ra một cái mà tôi gọi rằng là một cái màn trình diễn để chứng minh rằng là phe của họ đoàn kết để mà thông qua được một cái dự luật cải tổ lại hệ thống bầu cử của nước Mỹ. Nhưng mà luật này cũng sẽ không đi tới đâu, tại vì bây giờ đảng Dân Chủ có đoàn kết hết ở tại Thượng viện, nó chỉ 50 mà thôi, vẫn không đủ túc số 60 phiếu để mà thông qua những luật lệ nào ở tại định chế này. Và thưa quý vị, phần nhận định cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay phải nói đến cái sự
cảm nghĩ của chúng ta, của tôi muốn chia sẻ cái vấn đề này cho quý vị biết về tỷ lệ thất nghiệp hiện nay ở tại tiểu bang Cali, cũng như là cái mối quan tâm hiện nay của nhiều cơ sở thương mại nhỏ là họ vẫn không có đủ cái số lượng nhân công cần thiết so với cái thời kỳ mà trước đại dịch để mà họ có thể duy trì những thương vụ của họ. Tôi có tiếp xúc rất nhiều người và một cái sự than phiền thường xuyên mà nhận được đó là về mướn người rất khó khăn. Tại vì có không ai có như không đủ người muốn đi làm. Đối với những người mà đồng ý đi làm thì họ lại có những yêu cầu tạo ra cái sự phức tạp cho người chủ. Ví dụ như là họ yêu cầu đi làm nhưng mà chỉ muốn nhận tiền mặt thôi, chứ không muốn nhận chi phiếu để mà họ có thể tiếp tục lãnh cái tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Một số người thì dễ dàng hơn một chút xíu. Họ nói rằng bây giờ họ đi làm full time, nhưng mà trên giấy tờ có thể trả lương cho họ part time được không, để họ còn có thể tiếp tục lãnh một phần nhỏ nào đó tiền trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang hay là từ tiền liên bang. Và thưa quý vị, cũng trong tuần trước, nếu quý vị theo dõi tin tức, quý vị thấy rằng là bây giờ kể cả một tiểu bang cấp tiến như là California cũng phải đưa ra một thông báo rằng là bắt đầu vào ngày 11 tây tháng 7 tới đây, các nhân viên của sở thất nghiệp EDD cũng phải bắt đầu kiểm tra là những người hiện nay đang nhận tiền thất nghiệp có thực sự là đi kiếm việc làm hay không. Tôi không biết rằng là họ có đủ nhân lực để mà thực hiện cái việc này, tại vì cái việc này nó cần một cái sự đầu tư thời gian rất là nhiều. Lấy ví dụ đi, bây giờ nếu mà tôi là người mà đi khai là mình thất nghiệp thì trong cái mùa đại dịch đó, tôi không cần phải chứng minh rằng là mỗi tuần tôi đi kiếm việc làm. Nhưng mà bây giờ vì vấn đề thiếu hụt nhân công, cho nên là bắt đầu vào ngày 11 tháng 7, cơ quan EDD sẽ bắt đầu kiểm tra coi là khi mà tôi khai rằng là trong tuần vừa qua tôi vẫn cần đến cái sự trợ cấp thất nghiệp đó, thì tôi đã gửi đơn đi xin việc làm ở những nơi nào. Nhưng mà cái việc mà đi kiểm tra một người gửi bao nhiêu cái đơn cho bao nhiêu công ty đó là một chuyện rất là khó thực hiện. Và cùng lắm họ chỉ có thể làm được một dạng là randomly thôi, coi là bốc thăm chọn ra ngẫu nhiên, chứ không thể nào mà có đến 1 triệu người đi trợ cấp hiện nay đang lãnh trợ cấp thất nghiệp mà các nhân viên của sở EDD có thể đi kiểm tra rằng là trong tuần vừa qua 1 triệu người này họ nộp đơn xin việc làm ở công ty nào. Không lẽ giờ phải gọi hết tất cả 3-4 công ty đó để mà kiểm tra là trong tuần qua ông Nguyễn Văn A có nộp đơn xin việc làm ở tại công ty này hay không. Thì cái chuyện đó là một chuyện gọi là hên xui cho người đi đi xin tiền thất nghiệp nữa, thưa quý vị. Và đó là cái một trong những cái vấn đề mà tôi vì quen biết nhiều hay là có nhiều người bạn làm trong giới thương mại, giới doanh nghiệp nhỏ, cho nên đây là một cái sự than phiền chung mà tôi nhận được trong nhiều tháng qua, nhất là sau khi mà nền kinh tế mở cửa trở lại vào mùa xuân của năm nay, và bây giờ là trong qua tới ngày 15 tháng 6 vừa qua gọi là hoàn toàn mở cửa lại trong mùa hậu đại dịch này. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi một cách rất là nhiệt tình cái cuốn video vừa rồi mà tôi thực hiện với chủ đề của Lee Sandwiches. Số lượng người view đã lên đến hơn 75.000 người khi mà tôi thu chương trình này, hay là 75.000 lượt xem. Xin cảm ơn quý vị, và thay lời dịp xin hẹn quý vị lại vào chương trình của kỳ tới.